Phát biểu trước báo giới, Thượng nghị sĩ Reid cho biết, dự luật trên do nghị sĩ Đảng Dân Chủ Dianne Feinstein đề xuất, hiện mới chỉ có chưa đến 40 nghị sĩ Đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ. Tôi hiểu lý do vì sao Dianne rất tâm huyết với dự luật này, nhưng tôi e rằng rất khó để được thông qua tại toàn thể Thượng viện, bởi nó cần phải đạt được tối thiểu 60 trên 100 số phiếu ủng hộ, chưa nói đến việc Hạ viện là nơi Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát. Tại Thượng viện, Đảng Dân Chủ chiếm tỷ lệ 55-45, nhưng có tới 6 thượng nghị sĩ của đảng này sẽ phải tranh cử lại trong năm 2014. Do vậy, họ phải tính tới các lá phiếu của cử tri, nhất là tại những bang bảo thủ tôn sùng súng đạn ở miền Nam và miền Tây nước Mỹ. Tuy nhiên, Thượng viện sẽ vẫn thảo luận về đề xuất của bà Feinstein về việc giới hạn các băng đạn chỉ có tối đa 10 viên và 3 dự luật khác, bao gồm việc kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ lý lịch những người mua súng, tăng cường xử phạt đối với hoạt động buôn bán súng bất hợp pháp và tăng cường đầu tư nhằm đảm bảo an ninh tại các trường học. Trước đó, ngày 14 tháng 3, với 10 phiếu thuận và 8 phiếu chống, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật, theo đó quy định cấm buôn bán, nhập khẩu và sản xuất 157 vũ khí quân dụng, các vũ khí tấn công bán tự động, cũng như các bộ phận có thể giúp chế tạo các loại súng thường trở thành vũ khí tấn công, đồng thời giới hạn các băng đạn chỉ có tối đa 10 viên. Mặc dù được đa số người dân Mỹ ủng hộ, song dự luật ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt của hầu hết các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện và các nghị sĩ bảo thủ trong Đảng Dân Chủ.